ngày 29 tháng 6 năm 2022 tại giảng đường Huệ Đăng, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, chùa Vĩnh Tràng, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho đã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Trước khi chính thức diễn đàn đại hội, lúc 6 giờ 30 phút, Chư Tôn Đức Trong Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2017-2022 đã dâng tập tại chánh điện chùa Vĩnh Tràng, đảnh lễ Tam Bảo, cử hành nghi thức tâm linh truyền thống. Sau nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, một phút tưởng niệm, Ban tổ chức đại hội cung thỉnh Ban chứng minh, chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm soát đại hội. Chư Tôn Giáo phẩm chứng minh, chủ tọa đoàn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban kiểm soát Trung ương, Hòa thượng Thích Nhật Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Hòa thượng Thích Hành Trân, Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Hòa thượng Thích Trí Hường, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Thượng tọa Thích Phước Đạt, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban, kiêm Chánh thư ký Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương. Chủ tọa đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó tổng thư ký Hội đồng trị sự, kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương. Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban tổ chức đại hội. Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Hòa thượng Thích Hoàng Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Hòa thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó văn phòng 2 Trung ương. Thượng tọa Thích Phước Triều, Ủy viên Hội đồng trị sự, văn phòng 2 Trung ương. Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Cùng sự tham dự của Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban trị sự tỉnh, Chư Tôn Đức đại diện các tỉnh thành bạn và gần 350 đại biểu chính thức. Đại diện các cơ quan trung ương, lãnh đạo chính quyền tỉnh Tiền Giang có ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Phạm Thanh Tuấn, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh, ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho đồng tham dự. Thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Minh cho biết, với tư cách không chỉ là một tổ chức thành viên trung kiên trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang còn là một tổ chức tôn giáo tích cực trong khối đại đoàn kết dân tộc. Hòa thượng nhận định, đại hội nhằm nhìn lại, nhận xét, đánh giá những ưu khuyết điểm trong quá trình vận hành Phật sự trong 5 năm qua để đúc kết những kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, mở ra một bước tiến mới trên tinh thần, ổn định kỷ cương, hội nhập và phát triển. Hòa thượng cũng tin tưởng sau đại hội này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang sẽ có được đội ngũ lãnh đạo trẻ với nhiều năng lực, luôn sẵn sàng tâm thế, phát huy những tiềm lực vốn có để làm cho Phật giáo tỉnh nhà nâng tầm cao mới. Dịp này, ban tổ chức đại hội nhận được nhiều lẵng hoa tươi thắm chúc mừng từ Chư Tôn Đức, Hội đồng trị sự, Ban trị sự các tỉnh thành bạn và lãnh đạo các cấp chính quyền. Trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã triển khai thành tựu chương trình hoạt động Phật sự đã đề ra tại nghị quyết đại hội khóa 9 với nhiều thành tựu Phật sự tiêu biểu ở các lĩnh vực. Phật giáo Tiền Giang hiện nay có 419 ngôi tự viện, tổng số 1.298 tăng ni. Hàng năm, Ban trị sự đã tổ chức thành công các kỳ đại lễ Phật đản, khóa an cư kiết hạ, khóa bồi dưỡng trụ trì, đại lễ tưởng niệm ngày Đức Vua Phật Hoàng nhập Niết Bàn, đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam hữu công với quy mô toàn quốc, đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập giáo hội, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội cấp huyện thành công tốt đẹp. Hoạt động của các ban chuyên ngành trực thuộc Ban trị sự đều có những thành tựu riêng như Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Thông tin Truyền thông, trong đó nổi bật nhất là ngành từ thiện. 5 năm qua, toàn Ban trị sự đã thực hiện công tác từ thiện an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng.
Những thành quả tốt đẹp của Phật giáo tỉnh nhà đã góp phần không nhỏ vào việc ổn định xã hội, phát triển kinh tế, đồng thời khẳng định tinh thần Phật giáo hội nhập trong sức sống của dân tộc, góp phần cùng nhà nước thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Về chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới, Ban trị sự chú trọng triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa 9 và nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang khóa 10. Ban trị sự cũng đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành trực thuộc. Mọi công tác của giáo hội đều được thực hiện trên tinh thần tập thể, đoàn kết, hòa hợp, thống nhất giữa các thành viên. Với những nỗ lực hoạt động của Chư Tôn Đức, tại đại hội lần này có 9 tập thể và 25 cá nhân được Hội đồng trị sự tuyên dương công đức. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có bằng khen trao tặng cho tập thể Ban trị sự và 24 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 24 tập thể và 17 cá nhân. Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2017-2022, Hòa thượng Thích Huệ Minh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang khóa 9, tuyên bố mãn nhiệm. Thay mặt tiểu ban nhân sự đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Minh giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến tham gia vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có Ban chứng minh 7 vị Ban trị sự gồm 61 thành viên. Hòa thượng Thích Thiện Nhân thay mặt Ban thường trực Hội đồng trị sự lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu hiện diện. Đại hội thống nhất thông qua danh sách nhân sự được suy cử vào nhiệm kỳ 10-2022-2027 gồm Ban chứng minh 7 vị, Ban trị sự 61 thành viên, trong đó Ban thường trực là 25 vị và 36 ủy viên. Thượng tọa Thích Quảng Lộc được đại hội suy cử đảm nhiệm trưởng Ban trị sự. Tân Ban trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội, phát biểu nhận nhiệm vụ và trao khánh vàng thành kính tri ân đến Hòa thượng Thích Huệ Minh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni không tiếp tục tham gia trong Ban trị sự, đã có nhiều cống hiến cho Phật giáo nói chung và Phật giáo Tiền Giang nói riêng. Trong tinh thần hộ quốc an dân, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, dịp này Thượng tọa Thích Quảng Lộc thay mặt Ban trị sự nhiệm kỳ mới tặng 5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của tỉnh. Phát biểu tại đại hội, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang gửi lời chúc mừng đến Tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2027. Ông cũng ghi nhận đánh giá cao các hoạt động Phật sự của Phật giáo Tiền Giang trong khóa 9, đặc biệt các hoạt động đầy nhân văn trong đại dịch COVID-19. Ông tin tưởng Tân Ban trị sự nhiệm kỳ mới sẽ hướng dẫn tăng ni Phật tử tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, đoàn kết, hòa hợp để xây dựng quê hương Tiền Giang ngày thêm văn minh phồn thịnh. Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang trải qua 9 nhiệm kỳ. Hôm nay, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công là bức tranh phát triển toàn diện của Phật giáo tỉnh nhà. Sự thành công của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng chính là đóng góp cho thành tựu chung của ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng cũng tin tưởng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục hoàn thành các hoạt động Phật sự đã đề ra, tiếp bước tiền nhân phát huy chánh pháp. Tại đại hội, đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội gồm 7 điều. Nghị quyết sẽ được Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang triển khai phổ biến sâu rộng nhằm hướng dẫn tăng ni Phật tử tỉnh nhà tu học ổn định. Thay mặt Ban tổ chức đại hội, Hòa thượng Thích Giác Nhân đọc diễn văn bế mạc. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022-2027 kết thúc thành công tốt đẹp.